Xin chào quý thầy cô cùng các bạn sinh viên đến với video kết quả đồ án tốt nghiệp với đề tài nghiên cứu các giải thuật tối ưu sử dụng quy hoạch thực nghiệm và mô phỏng nhằm nâng cao năng suất chuyền sản xuất dây. Nhóm thực hiện dưới sự hướng dẫn của tiến sĩ Lê Minh Tài. Hơn 40 năm hoạt động sản xuất kinh doanh, BTS đã lớn mạnh và phát triển trở thành một thương hiệu uy tín, quen thuộc với người tiêu dùng và là niềm tự hào của người Việt Nam về một thương hiệu quốc gia trong lĩnh vực giày dép uy tín và chất lượng. Chuyên lắp ráp hoàn chỉnh Layba có nhiệm vụ chuyên sản xuất các mẫu giày xuất khẩu. Tuy nhiên, trên Layba có nhiều vấn đề chưa được tối ưu khiến dây chuyền sản xuất không đạt hiệu suất tiêu chuẩn. Do đó, nhóm sẽ tập trung nghiên cứu, phân tích và tối ưu hóa quy trình sản xuất trong chuyền sản xuất giày hoàn chỉnh Layba. Sau khi nhận đề tài, nhóm tiến hành nghiên cứu đề tài và thiết kế đề cương với các nội dung chính, phương pháp Taguchi trong việc tối ưu hóa quy trình sản xuất một chuyền lắp ráp dây hoàn chỉnh. Từ các cơ sở lý thuyết, tiến hành phân tích các bước thực hiện và mô phỏng để tìm kết quả tối ưu. Phương pháp RSM trong việc tối ưu hóa quy trình sản xuất một chuyền lắp ráp dây hoàn chỉnh. Tương tự như phương pháp Taguchi, phương pháp này dựa trên các mô phỏng bằng hai thiết kế khác nhau để tìm được điểm tối ưu nhất cho nghiên cứu này. Theo thông tin khảo sát trực tiếp từ nhà máy, cụ thể là Layba lắp ráp dây hoàn chỉnh, có 3 yếu tố ảnh hưởng đến tỷ lệ LOB. Thứ nhất, cycle time là tổng thời gian của các công đoạn trong dây chuyền sản xuất, lần lượt là 290 giây, 300 giây và 310 giây. Yếu tố ảnh hưởng thứ hai, để giảm thiểu tối đa số công đoạn thừa và không cần thiết, hoặc có thể gộp các công đoạn với nhau nhằm giảm thời gian di chuyển từ công đoạn này sang công đoạn tiếp theo. Số lượng công đoạn tương ứng được quy định là 37, 38 và 39 công đoạn. Yếu tố ảnh hưởng thứ ba, City Max, đóng vai trò là nút cổ chai, là thời gian chu kỳ có giá trị cao nhất. Giá trị tối đa của City tương ứng được đưa ra là 9, 10 và 11 giây. Các mức tối ưu cho LOB là ở mức thứ ba của Cycle Time, mức đầu tiên về số giai đoạn và City Max tối đa lần lượt là 310 giây, 37 giai đoạn và 9 giây. Ảnh hưởng của City Max phụ thuộc nhiều nhất vào chỉ số ảnh hưởng trong bảng là lớn nhất, sau đó là số công đoạn và cuối cùng ảnh hưởng ít nhất đến LOB là Cycle Time. Phương pháp RSMCCD chỉ ra 3 yếu tố có ảnh hưởng lớn nhất với 5 mức và 20 thí nghiệm. Trong nghiên cứu này, miền khảo sát được chọn như sau: Cycle Time từ 283,18 đến 316,82, số công đoạn từ 36 đến 39 công đoạn, City Max từ 8,32 đến 11,68 giây. Tương tự, RSMBPD được thiết lập bộ thông số tương ứng với Taguchi. Trên cơ sở kết quả thực nghiệm thu được từ phương pháp RSM Box Bandgain và Central Composite Design, phần mềm Design Expert được sử dụng để phân tích và đề xuất các giải pháp nhằm đạt được LOB cao nhất dựa trên 3 yếu tố khảo sát. Mục tiêu chính của bài nghiên cứu này là xác định một phương pháp phù hợp, cụ thể là phương pháp bề mặt đáp ứng RSM kết hợp với thiết kế tổng hợp trung tâm CCD để cải thiện năng suất và hiệu suất trong ngành giày theo kích thước hiệu quả về chi phí. Nghiên cứu này đã so sánh sự phù hợp và mô hình tối ưu giữa phương pháp Taguchi và RSM sau khi tiến hành các thí nghiệm. Ba yếu tố cycle time, số công đoạn, City Max được xác định là những yếu tố cần thiết ảnh hưởng trực tiếp đến hệ số cân bằng dây chuyền. Các thông số đầu vào được đặt với các mức khác nhau được sàng lọc và bộ thông số tối ưu nhất cho hiệu suất cân bằng dòng đối với phương pháp RSM được xác định là cycle time 300 giây, số công đoạn 38 công đoạn và City Max là 8,32 giây với hiệu suất tối ưu nhất là 94,9%.